Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, thực hiện tại vùng Bắc, Virginia. Xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình STPN. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh có mời được mục sư tiến sĩ Phạm Hồng Phú đến đi trò chuyện với chúng ta hôm nay. Xin kính chào mục sư. Chào cô Phương Hiếu. Kính thưa mục sư, chỉ vài tuần nữa là chúng ta sẽ đến ngày lễ Mẫu Thân. Không biết là mục sư có những lời nhắn nhủ gì đến cho con cái của Chúa cũng như khán thính giả của đài truyền hình STPN không ạ? Kính chào quý khán thính giả của đài STPN vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị và quý quyến một tuần mới đầy phước hạnh. Nhân dịp lễ Mậu Thân, thay mặt cho hết thảy những người con, xin gửi đến những người mẹ lời biết ơn chân thành về những công khó vô bờ bến mà những người mẹ đã hy sinh chịu đựng lo cho con cái của mình. Kính chúc quý mẹ một lễ Mậu Thân đầy phước hạnh, Chúa ban. Trong dòng nhạc vàng, chúng ta có một bài hát bất hủ về tấm lòng mẹ, đó là bài Lòng Mẹ, được nhạc sĩ Y Vân sáng tác trong thời điểm năm 1952. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Thương con thao thức bao đêm trường, con đà yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản, thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền, năm tháng triền miên. Sứ đồ Matthew có kỹ thuật lại một câu chuyện rất cảm động về tấm lòng của một người mẹ lo cho con trong phúc âm Matthew đoạn 15 từ câu 21 tới câu 28. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Sẽ có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn ở trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Mới nghe qua câu chuyện này, chúng ta thấy có những điều gì đó không phải. Tại sao Chúa Giêsu lại làm ngơ với lời kêu cầu của người đàn bà này? Tại sao Chúa Giêsu lại dùng từ ngữ như là chó con và những câu nói có ý giống như đuổi người mẹ khốn khổ này đi vậy? Trong sự giới hạn về thời giờ của chương trình, tôi chỉ xin trả lời vài điều liên quan đến những thắc mắc trên, và chúng ta sẽ dành thời gian cho việc suy gẫm những điều đẹp đẽ về tấm lòng của người mẹ này. Thứ nhất, người mẹ này là một người Canaan, là người ngoại bang so với người Do Thái, và bà cũng là người ngoại đạo. Chúng ta chưa kể đến sự khác biệt về văn hóa, chính trị đã làm cho việc này càng khó khăn hơn. Thứ hai, chúng ta đều biết Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ, thương xót và không bao giờ từ bỏ những ai đến cùng Ngài. Thứ ba, ngày nay chúng ta chỉ đọc những dòng chữ trên giấy về câu chuyện này mà thôi. Chúng ta không cảm nhận được ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của Chúa Giêsu như thế nào đối cùng người đàn bà trong lúc đó. Cho nên chúng ta biết Chúa Giêsu có cách của Ngài đối cùng người đàn bà đó. Ngài đã tạo ra một hoàn cảnh thật éo le để người mẹ này bộc lộ gần như tột đỉnh của sự hy sinh vì con của mình. Sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu đã có lời khích lệ người đàn bà và chữa lành cho con của bà. Người đàn bà Canaan này chạy đến với Chúa Giêsu và nài xin Ngài cứu giúp bà vì bà có một người con gái bị mắc quỷ ám, khốn cực lắm. Đối với những người làm mẹ thì việc mang nặng đẻ đau là một sự hy sinh mà chúng ta có thể cho rằng việc đó là thường lệ.
Người mẹ nào mà chẳng vậy? Nhưng có bao nhiêu người cảm thông và thấu hiểu nỗi khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn của những người làm mẹ khi có con đau yếu, bệnh tật hay dị tật bẩm sinh, hay bị tai nạn nào đó, hay như trong câu chuyện của người đàn bà Canaan này là người con gái bị quỷ ám, khốn cực lắm. Chắc chắn những người làm mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ, chạy chữa cho con mình dù tốn kém hay hy sinh khó nhọc bao nhiêu đi nữa. Cũng chấp nhận vì không muốn thấy con mà mình sinh ra là chịu nỗi đau đớn và khốn khổ đó. Vì con gái bị quỷ ám, khốn cực lắm, cho nên người đàn bà Canaan này chắc chắn đã không tiếc tiền bạc, thời gian và sức lực để đưa con mình đi chữa trị. Không ngại tốn kém, không ngại xa xôi và ngay cả không ngại sự khác biệt về văn hóa, niềm tin, tín ngưỡng hay là sự coi thường và đôi khi sự sỉ nhục của người khác. Nhưng vì sức khỏe của con, vì tương lai của con, vì con mà người mẹ này chấp nhận tất cả. Thật là một sự hy sinh cao cả, một tấm lòng vĩ đại, lòng mẹ. Bà đã làm mọi cách, nhưng con gái bà vẫn không được giải cứu và chữa lành. Mỗi lần hy vọng lại là mỗi lần thất vọng. Vì không có nơi nào và con người nào có thể giúp cho vấn nạn, nỗi khổ mà bà đang chịu, có con gái bị quỷ ám. Một ngày nọ, khi đã không còn cách nào để giúp cho con gái bị quỷ ám nữa, bà được nghe về Chúa Giê-xu có lòng thương xót và quyền năng chữa lành mọi người có bệnh tật và giải cứu mọi người bị quỷ ám khi họ đến cùng Ngài. Có thể mới nghe về Chúa Giê-xu, bà không muốn tìm đến để nhờ Chúa chữa lành và giải cứu cho con gái bà. Vì có thể bà đã suy nghĩ rằng gia đình bà là người Canaan, khác văn hóa, khác niềm tin, khác tín ngưỡng. Với lại bây giờ cũng đã hết tiền bạc, vì trong thời gian qua bà đã tốn quá nhiều cho việc nhờ thầy này, bác sĩ kia, bệnh viện nọ trong việc chữa trị cho con gái mình. Nhưng tiền hết mà tật bệnh vẫn còn mang. Do đó bà không dám đến với Chúa Giê-xu vì sợ rằng Ngài sẽ không chấp nhận giải cứu và chữa trị cho con gái mình. Nhưng những suy nghĩ, những trở ngại và tự ái đó không khống chế nổi lòng thương con khi mỗi ngày thấy con bị quỷ ám khốn cực lắm. Vì con gái bà bị khốn khổ một, bà khốn khổ 10. Người mẹ này quyết định vứt bỏ hết tất cả những cản trở để tìm đến Chúa Giê-xu, vì biết rằng Ngài là sự hy vọng duy nhất cho việc giải cứu và chữa lành cho con gái mình. Thứ nhất, người mẹ này có đức tin nơi Chúa và đã lên đường quyết tâm tìm Chúa Giê-xu. Bà từ xứ Canaan đến tìm Chúa Giê-xu. Thứ hai, người mẹ này đã bày tỏ thái độ tôn kính Chúa Giê-xu khi kêu cầu Ngài, lạy Chúa là con cháu vua David. Thứ ba, người mẹ này đã nhận lấy nỗi khốn khổ của người con như chính là nỗi khốn khổ của mình. Xin thương xót tôi cùng. Thứ tư, người mẹ này đã giải bày hết tất cả nỗi khổ của mình với Chúa Giê-xu. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Thứ năm, người mẹ này kiên nhẫn khi kêu cầu Chúa. Xong người đàn bà lại gần lạy Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Thứ sáu, người mẹ này khiêm nhường, chịu đựng và tiếp tục kêu cầu Chúa. Người đàn bà lại thưa rằng, lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Và Chúa Giê-xu đã khen và khích lệ bà, và Chúa Giê-xu cũng giải cứu, chữa lành cho con gái bà. Ngài bèn phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó con gái người liền được lành. Nếu quý vị, những người làm mẹ, làm cha đang có những khó khăn trong đời vì những nỗi khốn khổ mà con cái quý vị đang gặp trong đời này, xin chạy đến với Chúa Giê-xu để được Ngài giúp đỡ. Ngài đã giải cứu và chữa lành cho con gái bị quỷ ám khốn cực lắm của người đàn bà Canaan thể nào, thì khi quý vị đến với Chúa Giê-xu cùng cách như vậy thì Ngài cũng giải quyết những khó khăn của quý vị và gia đình. Nếu quý vị có những thắc mắc về Đức Chúa Giê-xu và niềm tin nơi Ngài để được giải đáp tận tình, xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia 22031, hoặc điện thoại 703-334-8819 hoặc cell phone 773-430-2377. Chúng tôi mong ước được đón tiếp quý vị trong ngày gần đây. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến muốn thật hết lòng. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật an lành trong tình yêu thương của Chúa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, con mong tìm thánh nhân.
Kính thưa quý vị, chương trình VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Ngọc Vi kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật 5 tháng 5 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Ngọc Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình.